Xin chào anh em, trên tay mình đây là một mẫu điện thoại sắp tới sẽ được ra mắt chính hãng tại thị trường Việt Nam với phân khúc giá là từ 7 đến 8 triệu đồng với cái màn hình giọt nước. Vậy thì chiếc máy này có gì? Anh em đừng bỏ lỡ video này nhé. Và đây là TechZ, chào mừng anh em đã trở lại với video tiếp theo của mình. Và trên tay mình đây là chiếc Vivo Y72 5G, một mẫu smartphone mới đến từ nhà Vivo. Thì ở đây mình sẽ cho anh em xem là phụ kiện được tặng những gì nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái hộp với màu chủ đạo là màu xanh Vivo. Đấy. Ở trong chúng ta sẽ được tặng một cái hộp với ốp lưng dạng silicon trong như thế này, một cái củ sạc với công suất sạc là 18W, cáp sạc sẽ là cáp Type-C này, và chúng ta sẽ được tặng kèm tai nghe. Đây là khe chọc sim chúng ta sẽ bỏ ở dưới. Đấy. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, Vivo Y72 5G. Về cái mặt lưng á, thì mặt lưng này được làm từ nhựa nha anh em. Và cái màu sắc thì mình thấy khá là trẻ trung và đẹp mắt đấy. Để chuyển đổi màu như thế này này. Chúng ta sẽ có cụm camera với camera chính là 64 megapixel, camera góc rộng 8 megapixel và camera macro 2 megapixel. Đấy. Về mặt trước chúng ta sẽ được trang bị một cái màn hình với kích thước là 6.58 inch, độ phân giải là Full HD Plus với tấm nền là IPS LCD. Tuy nhiên cái điểm mà làm mình thất vọng nhất trên chiếc Vivo Y72 5G này, thứ nhất đó là cái màn hình này là được trang bị màn hình dạng giọt nước. Khá là đáng tiếc khi mà trong năm 2021 rồi, với mức giá khoảng 7 đến 8 triệu đồng thì Vivo vẫn trang bị một cái màn hình dạng giọt nước như thế này. Thứ hai là máy không được trang bị màn hình tần số quét cao 90Hz hay là 120Hz mà chỉ dừng lại ở mức là 60Hz mà thôi. Máy sẽ được trang bị là RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB kèm với khe cắm thẻ nhớ. Và máy được chạy trên giao diện là, để mình vào phần cài đặt nha. Mình cảm thấy cái giao diện này mình không thích lắm bởi vì nó khá là sặc sỡ và màu mè. Nào rồi, cài đặt này. Giới thiệu về điện thoại. Máy được chạy trên giao diện là FunTech OS trên nền tảng là Android 11. Thì mình cảm thấy là cái giao diện này khá là màu mè. Mình không thích cái giao diện này. Máy được trang bị con chip là Dimensity 700 và con chip này được sản xuất trên tiến trình là 7nm, hỗ trợ băng tần mạng 5G và mình sẽ thử chấm Antutu. Ok, đây là điểm Antutu của chiếc Y72 5G thì chúng ta có số điểm là khoảng 270.000 điểm. Với số điểm này thì mình nhớ không lầm nó cũng xem với con 720G. Mình đang nói về điểm Antutu thôi nha, còn về hiệu năng thực tế thì trước mắt thì mình chưa có thời gian trải nghiệm quá nhiều. Tuy nhiên thì mình cảm thấy với những tác vụ cơ bản thì chắc chắn sẽ đáp ứng được thôi. Tại vì với mức giá 7 đến 8 triệu đồng thì không thể nào mà không đáp ứng được các cái nhu cầu cơ bản như là lướt web, xem phim hay là chơi game nhẹ nhàng cả. Máy sẽ được trang bị là một loa, không có loa ghép stereo, và máy vẫn giữ được jack cắm tai nghe 3.5mm. Về camera selfie, máy được trang bị camera selfie với độ phân giải là 16 chấm. Và mình chụp qua một vài tấm hình thì mình thấy là nó cà khá là mạnh. Nói chung là chụp lên là đẹp, auto đẹp đó. Chị em nào mà thích chụp post Facebook, YouTube thì ok. Ngoài ra thì máy được trang bị pin là 5000mAh. Tuy nhiên cái điểm mà mình tiếc nữa, máy này có quá nhiều điểm mình tiếc, đó là máy chỉ được tặng cục sạc với công suất sạc tối đa là 18W. Với cái phân khúc 7 đến 8 triệu đồng thì việc mà Vivo chỉ trang bị cục sạc với công suất sạc là 18W thì mình thấy đây cũng là một điểm khá là thiệt thòi cho chiếc Vivo Y72 5G này. Đấy. Thì vừa rồi là bài trên tay Y72 5G của mình, và các bạn nghĩ sao về chiếc 72 5G này? Với phân khúc giá khoảng 7 đến 8 triệu đồng, hỗ trợ băng tần mạng 5G thì anh em có lựa chọn nó hay không? Ok, anh em đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nhé. Và cảm ơn anh em xem video, bấm đăng ký kênh để đón những video mới nhất đến từ TechZ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye. Bye bye.